Đầu tiên, mọi người hay thắc mắc thiền là gì? Thiền rất khó giải thích chi tiết. Hiểu đơn giản, thiền giúp tâm trí ta dịu lại. Thiền là một liệu pháp giúp cho bản thân tìm lại được sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người. Thiền là phương tiện giúp tâm an tịnh. Khải Toàn sẵn lòng hướng dẫn các bạn cách tập ngồi thiền theo phương pháp đơn giản. Với người mới tập ngồi thiền, mỗi ngày chỉ cần 10 đến 20 phút là đủ. Bất kỳ nơi nào các vị cũng có thể ngồi thiền được, nhưng nên chọn nơi không quá ồn và ánh sáng nhẹ. Đặc biệt là không nên có mùi khó chịu. Mặc quần áo thoải mái, nhất là quần không nên có dây nịt, vì ngồi lâu sẽ khó chịu ở bụng. Có thể mở nhạc thiền êm dịu, nhạc tiếng nước chảy hoặc không có nhạc, tùy ý thích mỗi người. Đầu tiên chúng ta hãy định thân, tức là ổn định tay, chân, lưng và phần đầu. Ổn định tư thế ngồi, có thể ngồi xếp bằng, ngồi kiểu kiết già hoặc bán kiết già. Bất kỳ tư thế nào các vị cảm thấy thoải mái nhất. Lưng nên thẳng vừa phải, đừng cố quá thẳng sẽ dễ mỏi. Hai bàn tay bắt bảo nguyệt ấn, giúp tâm dễ định. Tùy vào sức khỏe và thể trạng mỗi người, làm sao cho mình có được tư thế ngồi thoải mái nhất có thể. Phương pháp thiền thứ hai Khải Toàn đã hướng dẫn vô cùng hiệu nghiệm với đa phần người mới tập thiền, đó chính là đếm nhịp thở. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, rồi lại hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Cứ như thế trong suốt buổi ngồi thiền. Nhịp đếm giúp tâm ta trụ vào. Đối tượng của tâm là nhịp đếm. Đây là phương pháp khá đơn giản. Đơn giản nhất Khải Toàn hướng dẫn cho rất nhiều người mới tập thiền đã có được những bước đầu thành công, giúp cho tâm an tịnh. Bất kỳ sự việc nào khiến tâm sao động, hãy quay lại nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Chỉ cần như vậy. Cuối cùng là bước xả thiền. Các bạn cứ ngồi, không quan trọng ngồi trong bao lâu. Trong mỗi buổi ngồi thiền, tâm ta yên bình là điều tốt nhất. Dù ngồi chừng 5 phút, nhưng có vài giây yên tĩnh, vài giây tĩnh lặng vẫn tốt hơn ngồi hàng giờ khi tâm ta đầy nhiễu loạn. Cuối buổi ngồi thiền, trước khi mở mắt ra, chúng ta hãy xả thiền. Các bạn hãy hít vài hơi thật sâu, thật chậm rãi. Hít vào thật chậm, thở ra hết thật chậm. Hít vào thật chậm, thở ra hết thật chậm. Từ từ, lấy hai bàn tay ướm lên mắt, xoa nhẹ lên má. Bỏ hai tay xuống, nghĩ về một điều tốt đẹp trước khi mở mắt ra. Hành động vừa rồi là massage mắt và massage cơ mặt, giúp máu trên cơ mặt lưu thông, giảm nếp nhăn. Tại sao cuối buổi thiền phải nghĩ về điều tốt đẹp? Chúng ta lỡ sống nên sống một cuộc đời tốt đẹp. Chúng ta lỡ suy nghĩ, hãy nghĩ về điều tốt đẹp. Phải chăng con người ở cõi trần này đều mong muốn cái gì cũng đẹp, muốn mình có một diện mạo đẹp, ăn đẹp, sống đẹp, chụp hình đẹp, muốn nghe những lời bình luận đẹp? Tất cả đều muốn đẹp. Tâm khởi ý đẹp, hành động và lời nói sẽ theo sau. Hành động lời nói dễ mến là cái nhân, những người xung quanh dễ chịu là cái quả. Không chỉ mỗi cuối buổi thiền mới nghĩ đến những điều tốt đẹp, ngay cả sáng sớm thức dậy cũng nên nghĩ về những điều tốt đẹp. Trước khi đi ngủ cũng nghĩ về điều tốt đẹp. Thậm chí nghe một lời khó nghe từ người khác vẫn có thể thông cảm và nghĩ điều thiện lành. Nghĩ được như thế, tâm ta rất nhẹ. Vì cái gì nhẹ là bay lên, nặng thì chìm xuống. Ví như đất nặng trời nhẹ.
Những ai suy nghĩ tiêu cực sẽ vô tình nuôi hạt giống phẫn nộ, hành động và lời nói vô tình gây khó gần, vô tình gây khó chịu với những người xung quanh. Vì thế, con người không nên có tâm tính tiêu cực.